trên tay mình đang cầm là hai chiếc Nokia Asa 501. Đây là sản phẩm rất được các bạn trẻ trông chờ hiện nay bởi chiếc máy có thiết kế đẹp và giá cũng tương đối khá rẻ. Thì sản phẩm Asa 501 này được bán tại Việt Nam là phiên bản 2 SIM với nhiều màu sắc rất là trẻ trung, thì mình đang cầm là màu đen và màu vàng. Đây là những cái thông tin được in ở mặt sau. Thì máy được tặng kèm thêm thẻ nhớ 4GB. Camera chính của máy là 3.2 megapixel. Cái khe cắm SIM 2 có khả năng hot swap. Pin sử dụng là 17 giờ và thời gian chờ lên tới 26 ngày. Nếu mà phiên bản 1 SIM thì chiếc máy sẽ có thời gian chờ cao hơn. Tuy nhiên thì phiên bản 1 SIM không có được nhập về tại Việt Nam. Mình sẽ khui chiếc hộp máy này. Thì màu của máy sẽ phân biệt ở dưới cái phần nắp hộp kéo ra này, màu đen và màu vàng. Đây là chiếc máy màu vàng. Phụ kiện đi kèm trong máy gồm có một cái sách hướng dẫn sử dụng, một cái tai nghe màu đỏ rất là nổi bật, sạc Nokia sử dụng sạc đầu nhỏ, không sử dụng sạc micro USB, và cuối cùng là pin. Tương tự thì đây là chiếc máy Asa 501 màu đen. Thì phụ kiện cũng tương tự như chiếc máy màu vàng, mình không có khui với hộp. Mình đang cầm trên tay là chiếc máy Asa 501 màu vàng. Thì ngay cái mặt màn hình Nokia có dán một cái hình. Thì ở trên hình này Nokia có hỗ trợ cho chiếc máy này là mạng xã hội Facebook, mạng xã hội Zalo của Việt Nam, YouTube và một cái game rất là nổi tiếng là FIFA 2013. Thì chiếc máy này được thiết kế khá nhỏ gọn với một cái kiểu vuông vức. Thì Nokia Asa 501 này lấy cảm hứng từ những chiếc smartphone Lumia của Nokia với cái kiểu dáng rất là đẹp. Các bạn thấy là cái thiết kế của chiếc Asa 501 này có cảm giác giống như là nguyên khối. Tuy nhiên thì cái nắp lưng của máy thì có thể lấy ra được. Cái chất liệu nhựa mà Nokia sử dụng cho cái nắp pin này là polycarbonate. Ở phía nắp lưng của Nokia Asa 501 này có một cái nút. Với cái nút này thì chúng ta ấn vào thì có thể lấy cái nắp lưng ra. Thì đây là cạnh phía bên tay phải của máy gồm có một cái nút điều chỉnh âm lượng và một cái nút nguồn. Cạnh phía bên tay trái, cạnh trên gồm có cổng audio, cổng micro USB và cổng sạc, sạc đầu nhỏ. Đây là cạnh dưới. Còn bộ mặt trước của máy chỉ có một cái phím điều khiển, đó là phím back. Ở phía trên có logo của Nokia và lo trong để chúng ta đàm thoại. Máy có màn hình cảm ứng điện dung 3.1 inch. Đây là toàn bộ mặt sau với camera 3.2 megapixel. Máy thiết kế có những cái màu sắc rất là trẻ trung, thì những cái màu này phù hợp với lại các bạn trẻ hơn. Ở phía dưới có một cái nút bấm, thì mình sẽ bấm vào thì sẽ có thể mở được cái nắp lưng ra. Đây là phần mặt trong. Thì máy hỗ trợ 2 SIM cho nên là sẽ có hai khe cắm SIM, đó là SIM 1 ở đây và SIM 2 hot swap. Đây là khe cắm thẻ nhớ micro SD. Thì Nokia hỗ trợ tặng thêm một cái thẻ 4GB. Cái khe cắm thẻ nhớ này hỗ trợ lên tới 32GB. Đây là chiếc máy màu đen, mình đã bỏ sẵn pin vào. Thì sản phẩm sử dụng cái nền tảng Nokia Series 40 nhưng mà được cải tiến rất là nhiều với cái giao diện tương tự như là chiếc Migo. Thì cái giao diện này sẽ có hai màn hình chính, đó là cái màn hình ứng dụng
thì những tất cả những ứng dụng sẽ được tập trung liệt kê ở ngoài đây. Và một cái màn hình thứ hai đây là gọi là cái màn hình home. Đây là cái giao diện quay số, chữ số rất là to. Tuy là dòng giá rẻ, tuy nhiên thì cái cảm ứng ở trên Nokia Asa 501 này cũng tương đối tốt. Khi mà chúng ta kéo từ trên kéo xuống thì sẽ có những cái phần cài đặt nhanh, giống như là ở trên cái dòng sản phẩm Migo và một số dòng sản phẩm của Android. Tất cả những ứng dụng sẽ không được bỏ vào bất cứ một cái thư mục nào mà sẽ được show tất cả ở ngoài đây. Thì Nokia cũng đã cài sẵn một số game để hỗ trợ cho cái sản phẩm của mình. Có cả một cái ứng dụng từ điển Lạc Việt, Zalo. Ở trên này mình thấy là có cái từ điển Vạn Niên, rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là vào cái phần kho ứng dụng để mà tải những ứng dụng yêu thích về chiếc máy của mình. Ở trong phần cài đặt thì Nokia có một cái phần quà tặng. Thì với cái phần quà tặng này các bạn có thể là download những cái ứng dụng mà được Nokia tặng ở trên cái chiếc Asa 501 này. Nokia Asa 501 không hỗ trợ kết nối 3G, tuy nhiên thì máy có hỗ trợ kết nối Wi-Fi. Thì với cái kết nối Wi-Fi này cho chúng ta có thể là tải những ứng dụng hoặc là check Facebook, vào chat, vân vân, rất là nhiều. Ở đây các bạn thấy là có rất là nhiều ứng dụng miễn phí mà Nokia hỗ trợ cho chiếc điện thoại của mình. Rất là nhiều. Máy có hỗ trợ kết nối Facebook. Đây là phần cài đặt của máy. Mình sẽ tăng cái độ sáng này lên. Ở trong phần cài đặt thì Nokia hỗ trợ thêm một cái phần đó là cập nhật điện thoại. Khi mà Nokia có những cái bản cập nhật thì chúng ta cũng có thể là cập nhật OTA trên cái chiếc điện thoại của mình qua kết nối Wi-Fi. Sản phẩm chạy cái nền tảng Nokia Asa. Đây là một cái nền tảng mới và sau này Nokia sẽ sử dụng cái nền tảng này cho tất cả những cái dòng sản phẩm Asa của mình. Thì đây là một trong sản phẩm đầu tiên sử dụng cái nền tảng Asa này xuất hiện tại Việt Nam. Mình sẽ thử duyệt web Nokia hỗ trợ cái ứng dụng Nokia Express cho khả năng duyệt web nhanh mà ít tốn dung lượng. Các bạn thấy là Nokia cũng đã giới thiệu là với cái trình duyệt web này chúng ta có thể là tiết kiệm đến 90% việc sử dụng dữ liệu. Đây là cái giao diện duyệt web mới Nokia Express. Thì ở trong cái giao diện này Nokia cũng hỗ trợ những cái cài đặt nhanh, những cái trang báo. Mình thử ở trong những cái trang báo này đa số là những cái trang báo của nước ngoài. Mình sẽ thử vào một cái trang báo mạng xã hội, vào mạng của Việt Nam, ví dụ như trang VN Express. Chiếc máy load trang khá lâu. Tuy nhiên thì khi mà load xong thì chúng ta có thể là chạy rất là nhanh. Cảm ứng trên máy rất là mượt. Các bạn thấy là mình sử dụng cái cảm ứng này để duyệt web ở trên cái màn hình này không có bị một cái khựng nào.
rất là tuyệt vời. Với một cái mức giá có thể nói là rất rẻ và một cái thiết kế đẹp theo kiểu của Nokia Lumia, và hỗ trợ được nhiều cái ứng dụng ở trên cái sản phẩm này với một cái nền tảng mới, thì chắc chắn là một cái sản phẩm rất là đáng để chúng ta quan tâm.